Hiện thành phố Cần Thơ đã có trên 100 hecta lúa đông xuân tại các quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Thới Lai được thu hoạch với năng suất đạt 7 tấn mốt một hecta. Những ngày qua, thương lái thu mua lúa tại ruộng với mức giá từ 6.500 đến 7.500 đồng một ký tùy loại giống lúa, tăng từ 800 đến 1.500 đồng một ký so với vụ đông xuân năm trước. Sau khi trừ hết các khoản chi phí, nông dân lãi từ 3.800.000 đến 4.200.000 đồng một công. Để vụ lúa đông xuân 2020-2021 thắng lợi, ngành nông nghiệp thành phố đã tập trung tăng chất lượng lúa gạo thông qua việc nâng chất khâu giống, đồng thời tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất. Hàng năm, thành phố Cần Thơ duy trì diện tích lúa hơn 206.000 hectare với tổng sản lượng đạt trên 1.260.000 tấn.